Hello. Hello, hello. Anh là ai? Anh là người hàng xóm. Được. Anh hàng xóm, anh đi tìm ai đây? Anh đi lấy đồ cho ai ạ? Đồ kim chi, đúng chưa? Đúng đồ chưa đó? Đúng rồi, anh hay quá. Anh có hương kim chi không? Có. Hương nhiều không? Nhiều. Anh nấu bộ quần. Hả? Hương cái chút quần, chút áo. Dữ hả? Nóng quá. Nóng quá. Anh nói đi, anh thương kim chi cái gì? Nóng quá. Sao anh thương kim chi? Hả? Sao anh thương kim chi? Tại nó chịu về, nó ngồi nó chịu trận. Em thương nó hả? Tội nghiệp nó quá, nó đi xuống nó thưởng thức danh danh giả, làm danh rạch giá mấy ngày mà nó đang cố gắng làm danh rạch giá mà không biết có qua nổi không, làm danh rạch giá khó quá, nóng. Anh thương nó nhiều không? Anh thấy vậy anh có thương nó dữ dội không? Có nhiều. Yeah. Út mà về đây mà sống được mấy ngày là tài lắm. Con không biết chưa? Chưa, anh vô nói chị hai cho em. Không biết.